Chào anh em, tôi là Tài Phạm ở kênh Vàng Tài Phạm. Hôm nay thì tôi đang nghỉ 30 tháng 4 ở quê để tiện thể dành chút thời gian tôi quay tập 51 chương trình dạy đại quý cho anh chị. Và anh chị có thể thấy là khi anh chị xem video thì những cái tin nhắn của anh chị chúng ta sẽ trả lời gần như là ngay lập tức. Người ta gọi là trả lời theo thời gian thực á. Chỉ khoảng nửa giây thôi là đã phải biết đây là cái gì rồi. Và tôi giới thiệu trả lời cho anh chị, mỗi anh chị chỉ khoảng vài giây thôi. Có những anh chị chỉ khoảng 1-2 giây là đã xong rồi. Nên anh chị vui lòng xem thật là kỹ video để sót sản phẩm của mình nhá, để cần phải hỏi lại. Ok, rồi xin chào anh chị. Chúc anh chị một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Xin chào và tạm biệt. Xin chào anh em, chúng ta đã đến với một chương trình tương đối dài. Tôi ra ngoài sân cho nó thoáng nhé. Rồi ok. Nay tôi đang nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Ngồi nói chuyện với anh chị một chút. Bắt đầu chương trình xem đá quý giúp anh em nhé. Phải đến 5-6 ngày này mới bắt đầu mới xem tới thôi. Rồi, lâu lắm rồi đấy. Giờ bắt đầu. Người đầu tiên. Ông anh này ở Sài Gòn. Mạnh Long. Tôi đang ngồi ở ngoài trời thế nào, nó hơi khó nhìn một chút. Để có xem nào. Con là phải ngồi trong nhà rồi. Ngồi đây nó khó nhìn quá. Nó hơi tối. Sáng quá. Ok. Rồi. Cái này là một miếng thủy tinh nhui lửa nhá. Cái viên vàng này là viên đá giả này. Đây là viên thạch anh này. Viên này thì tôi chưa rõ là đá gì. Viên này thì không có giá trị. Viên này cũng thế. Đây là những cái viên là bạn ấy mài sơ thôi. Mài sơ qua thì ở đây là viên thạch tóc vàng này. Viên này có thể viên tóc đỏ này. Viên này chưa nhìn ra. Viên này cũng mài sơ chưa có đại bóng. Nói chung là khó xem. Anh chụp nét hơn một chút nhá. Đây tập 51 rồi. Hôm nay còn chặn người lạ luôn. Viên đá này có thể là Sipinel hoặc Sapphire. Kiểu mài như này sẽ là hàng của trên lục yên mài. Kiểu như vậy nó sẽ mài tương đối là không đẹp. Tôi sẽ nhắc biển. Vòng tay này của anh gồm có hai loại, nhất là đá mắt hổ và thứ hai là một cái con tỳ hưu bằng vàng 24K đúc kiểu ly tâm. Anh Lưu Văn Hùng. Tượng Phật của anh là Gia Đít Ngọc Cẩm Thạch nhá. Cường xa lộ. Em làm một giây 3 cây. Ok.
Cái viên đá này của bạn thì lại một granite thường thôi, nó không phải đá quý. Đá này có rất nhiều ở núi. Đá này cũng chẳng người lạ luôn. Người ta cho em. Cái viên đá này của bạn là khả năng sẽ là hàng là cái này theo quan điểm của mình ấy thì nó sẽ là mã não rêu hàng Trung Quốc nhá. Viên sapphire luôn. Viên đá trên và thủy tinh không? Không phải thủy tinh bạn nhé. Cái này là ruby nhân tạo, hạt synthetic, không phải thủy tinh. Viên đá này của bạn thì không phải là sapphire rồi. Này, nó do tách lớp, bạn nhìn các lớp chưa? Đây này, các lớp đây này. Đây này. Đấy, sapphire nó ít ở cái dạng này. Số 4. Bạn chạm nhẹ vào thôi, bạn chạm vào thôi. Đấy, nó lên, đừng ấn. Bạn ấn căng tay nó sẽ lên. Còn để bình thường nó chỉ lên 6, 7 thôi. Đây là một viên ruby hồng nhưng mà anh chụp mờ quá, em không rõ nó là hàng tự nhiên hay là hàng xử lý. Còn đây là ngà voi xịn nhá, và ngà voi thật luôn. Ngà voi. Cái này khó nhìn giống như kiểu là thạch anh hồng đó. Anh chụp mờ quá, anh chụp nét hơn một chút. Mình đã trả lời rồi, nhưng bạn không xem được. Đây là viên sỏi thường nhá. Những viên sỏi ở ngoài suối, độ cứng sẽ là 7, nó là một biến thể của thạch anh. Đây là hai viên topa xử lý này. Cái này tôi trả lời rồi. Cả gai leo. Phạm Đình Hổ hỏi đây có hàng tự nhiên hay không. Viên này là viên sapphire của Phan Thiết, hàng đậm. Viên này yêu cầu kiểm định nhá, không rõ đâu. Kiểm định. Ruby Nguyễn, bạn cứ nhắn tin của cái bạn này, cứ nhắn truyền ảnh sang, chả ý kiến gì thôi, bỏ qua. Viên võ lê.
Đây của anh là một viên sapphire, đây là ruby. Những cái viên đá này của anh đều là hàng tự nhiên hết nhá, không xử lý. Cái này của anh là một loại san hô nhá, và đá san hô. Bạn này bạn mua gì của mình nhỉ? Hàng tự nhiên đấy, hoàn toàn đấy. Nhưng mà cái này thì nó không cứng lắm. Thỉnh thoảng có những cái đồ lạ. Đây, tôi lấy một cái ảnh để tí đại diện cho anh chị nhé. Cái này thì có thể là Toba này, khả năng là Toba hoặc Thạch Anh. Cái này thì bạn phải test thử lại đi, mình có nhập, nếu mà hàng trong mình có nhập nhá, hàng này mình có mua. À, tôi hướng dẫn anh chị xem những cái viên đá này nhá. Đây này, anh chị nhìn này, những cấu trúc như này là những cấu trúc rất là mềm và nó không có áp suất. Thì cái này thông thường nó sẽ là thủy tinh nhá, thủy tinh núi lửa hoặc là thủy tinh thường, người ta đốt cái da nó cũng ra cái hình như thế, nó không phải là đá quý. Cái này anh xem cho em rồi mà, cái này là aventurine này, cái này aventurine, aventurine này, amatrine này, Sichin xử lý này, thành trắng, thành trắng này. Trả lời hai lần thì còn gì. Cái là Machalit nhá, đá Lông Công. Đây là muối của đồng. Cái này dùng khá đẹp nhưng khá là độc. Machalit, tôi sẽ lưu ảnh lại để tôi xem cho anh chị. Đây, cho anh chị xem vẻ đẹp của nó này. Cái này người ta phải mài ra mới ra cái vân này nhá. Còn bình thường nó đen xì giống như cái cục kia, những cái phần bên trong ấy. Đây, những phần này này. Đấy, nó như này. Xong người ta mài ra thành những cái vân như này. Cái đá này khai thác ở Lào, chủ yếu ở Lào. Cái đá này của bạn là một cái tinh thể agate cộng sinh với thạch anh. Đây là phần thạch anh này, đây là agate này. Hàng là hàng nước ngoài nhá, không phải hàng Việt Nam. Cái này cũng vậy này, cũng là agate cộng sinh với thạch anh. Tôi lưu lại cái này để làm ảnh đại diện cho anh chị. Cái này vẫn có hàng giả nhá, nhưng tôi nghĩ cái hàng này là hàng thật. Hàng giả cái này rất nhiều, bán nhiều lắm. Bạn mài này cái nó màu trắng. Em gửi anh giúp xem viên đá này, xem cửa hàng có xử lý phần đá bám được không. Cái này chặt ra thôi, bạn chặt ra, lấy con dao chặt ra bình thường, nó rất là cứng, yên tâm đi. Đây là một cái tinh thể ruby trong đá gốc. Đây là một viên sapphire này. Hàng này hàng Yên Bái, chặt bình thường nhá, không sợ. Viên này là viên sapphire không xử lý anh nhá, thiên nhiên hoàn toàn. Cái viên này thiên nhiên hoàn toàn. Đây là móng thật nhá, không phải hàng giả.
Những viên đá này thì không có giá trị gì rồi bạn ạ, nó là đá sỏi bình thường thôi, giá trị rất là thấp vì độ cứng nó không có, nó lại không bóng nữa, chỉ dùng vào xếp non bộ với lại bình thường thôi. Ông này ông cứ trêu mình. Ông nào đây? Đây là đá lạnh này, H2O này. Ông này ông cứ trêu nhau à? Đây là calcit hoặc thạch anh này. Cái này đá thường, cái này thì không có giá trị. Như anh em đã dùng đến cái này Nghệ An này, sapphire Nghệ An này. Với dạng vết cắt như này thì nó là thủy tinh nhá. Thủy tinh với lửa thôi, nó màu vàng cam, vàng nâu, vàng đất. Cái đây là granite, đá xây dựng. Đá tô ba trắng có cao không nó tùy, ví dụ vào thi công sản xuất thì nó khoảng 200-250 một ca, còn nếu mà mua hàng xô thì mấy trăm nghìn cân, chủ yếu là do tiền mài thôi. Mẫu này làm vàng 18k, bao nhiêu tiền? Cái này nó tùy vào số tay, vào viên đá. Rồi bây giờ đây với đông này. Đợi tôi gửi cho bạn này cái sản phẩm đấy. Sản phẩm này được gửi trên báo cáo ngày. Chưa chuyển rồi, chưa có rồi. Chờ em, nhân nhận nam. Đây là một viên ruby. Bạn xem website. Cái gì này, thay cho tao cái vàng bị giỏ người à, chắc trẻ trâu rồi. Xem này. Rồi, bắt đầu.
đấy rất là đông, tôi nhớ là cực kỳ nhiều người ở đây. Đây là Thạch Anh nhé, cục này khá là to đấy, để trưng bày được đấy. Hiệu ứng bảy sắc cầu vồng này là một hiệu ứng rất là bình thường của Thạch Anh, giá trị thì cũng mấy chục nghìn một ký thôi, không đắt. Bút thử đá mình bán ra 780k một cái, giao tận nhà tặng một pin 50k. Em nhặt được ở trong rừng Tây Nguyên, Atapu. Cái viên này thì không có giá trị này. Thạch Anh này, nói chung là những cái sản phẩm này của bạn thì hiện tại đây là tắc tít này, nói chung là nó không thuộc về dạng đá quý đâu, bạn dùng để chơi cho vui thôi. Cái này của bạn có thể là Thạch Anh nhá, hoặc Tô Ba nhá, không phải kim cương nhá. Sapphire cũng không luôn. Những viên đá này của bạn là sỏi suối thôi, không có giá trị nhiều. Sỏi suối nhá. Bọc vàng. Em hỏi đây là đá gì? Viên đá này của bạn là hơi là khó nhìn. Bạn cung cấp thêm hình ảnh nhé. Nhưng bằng hình ảnh này không biết là đá gì, không trả lời được, tại vì nó rất nhiều các loại giống nhau. Cái này là đá mắt hổ này. Cái này là của bạn là agate này, nó chính là một phần của hóa thạch gỗ. Đây là ruby này, ruby phi nhá. Cái này là đá giả của Trung Quốc này, ở Trung Quốc làm này, sản phẩm Trung Quốc này. Lung tung xoẻng rất nhiều loại ở đây. Đây là một loại Ma Lão Lạt Ma, hàng giả này. Bên em có lấy ruby thô tự nhiên không? Ở đây không phải là ruby anh ạ. Cái này là Casedon nhá, không phải là ruby đâu. Đây là một cái trụ Thạch Anh khói. Còn đây không phải nhá, đây là đá thường nhá. Đá này của bạn là đá sỏi suối thôi, nó là biến thể của Thạch Anh, nó một dạng Thạch Anh. Chất lượng thấp. Những kim cương viên này gần 300. Em chụp chất lượng thấp. Chụp lại hoặc gọi điện cho anh sẽ hướng dẫn cách chụp.
các loại đá của bạn. Bây giờ tôi sẽ đọc từng loại tên cho bạn xem nhá. Thứ nhất này, Aventurine. Thứ hai, Thạch Anh Mắt Hổ này. Agate này. Thạch Anh này. Sichin này. Amethyst này. Agate này. Cái này tôi không nhìn được, nó hơi mờ quá, xem nào, cái nào gần hơn không. Thạch Anh Mắt Hổ này. Agate này. Thạch Anh Vàng này. Agate này. Aventurine này. Đây cũng Agate này. Nói chung là cái đấy các bạn đều là đá bán quý thôi. Nó chưa có bán quý đâu. Viên này tôi không xem được, bạn chụp nó mờ quá, nó là một cái gì ánh xà cừ. Còn viên đá này là đá thường, đá granite. Bạn chụp lại cái viên đá kia nếu bạn muốn xem, bạn chụp cẩn thận vào. Viên đá này của anh là đá nhân tạo nhá, hàng không có giá trị, 40.000 một viên thôi, 30.000 đến 40.000 một viên. Cái này coi như là sỏi suối nhá, không có đá gì giá trị ở đây. Mẫu cẩm thạch với hàng tự nhiên. Cái này thì thông thường nó là hàng tự nhiên, còn nó có qua xử lý nhiệt một chút thì nó cũng không đáng kể đâu. Cái này không phải hàng nhuộm nhá. Ra đi. Rồi, cái viên này của em là viên mã não nhá. Để xem lại xem phải mã não. Thế nó trôi mất rồi. Cái viên này tôi gặp có những viên cả tạ mấy này, Cassidon nhá. Mày cửa cho hỏi đá này giá trị không? Đây là ngọc bích. Giá trị thì hàng thành phẩm rồi thì cái ông bán không mới trả lời cho bạn. Chắc tưởng mấy triệu gì đấy. Bên này là sỏi Thạch Anh này, sỏi Thạch Anh này. Cục Thạch Anh này, đây cũng là Thạch Anh luôn, Thạch Anh. Đá này không phải Thạch Anh, đá thường. Đá này đá thường suối rồi, đá này cũng vậy. Không có giá trị, đây cũng là viên Thạch Anh suối. Rồi, lần quanh hết, không còn viên gì đặc biệt hơn. Anh Uyên gửi à, cái này là hàng của Indo, trầm Indo. Cái đá này không xem được cho anh, đây là miếng Thạch Anh này. Nói chung mà nó lẫn với mấy cái loại hàng cổ này, nó không có đá giá trị cao đâu anh ạ. Ruby trong cái hộp dưới của anh toàn hàng giả nhá. Trong dưới cái hộp á, còn ở trên này là một vài viên ruby chất lượng thấp, còn trong cái hộp kia là toàn hàng giả hết. Cái này của anh là đá nước ngoài nhá, không phải sapphire nhá, một dạng lapis. Rất là mềm, không dùng được. Đây, tôi bận quá, tôi xem nó. Đây là đá ngọc Saventine này. Cái này không xem được, bạn chụp ảnh này khó nhìn lắm. Cái này nó như kiểu là một dạng thiên thạch ấy. Đây là sapphire nhá. Chẳng người lạ luôn. Cái này là Thạch Anh này. Nói chung là những cái sản phẩm này là đá bán quý. Hàng này thì người ta không xử lý đâu. Cái này khả năng là tourmaline.
thuốc với lại si. Bé tiền mà. Cái này là sừng tê giác giả nhá, là sừng trâu nhá. Cái viên này của anh có thể là Aventurin. Độ thật nhá. Đây là ruby tự nhiên này. Những cái đá này của bạn là nó chỉ là đá thường thôi, mình không quan tâm đến loại đá này. Những sản phẩm này của bạn là đá thường nhá, nó không có giá trị cao đâu. Như viên này thì có thể sẽ là, cũng có thể là sapphire đen, nhưng mà nó cũng rất là rẻ thôi. Cái hàng này tầm khoảng 150.000 một cân vì nó không đồng nhất. Cái này là thạch anh, gọi là Hikamer Diamond, thạch anh hai đầu. Dây chuyền rồng 18k 40 triệu, 40 triệu được một cây thôi bạn ơi. Đây là ruby nhá, nhưng mà chất lượng cũng không cao. Cái này dùng cho nó vui thôi, mài cắt không tốt. Cái đá này anh đá thường nhá, cái này không dùng được. Này để dùng cho nó vui thôi, thiên thạch không phải đâu anh ạ. Cái này coi là thạch anh nhá, chất lượng cũng chất lượng thấp. Mình xem rồi nhưng mình không muốn trả lời sản phẩm này. Ok. Anh báo nhá. Cái này là những viên thạch anh này, độ cứng khá là tốt nhưng mà không dùng được tại vì là không trong. Đây là ruby rồi, nhưng định giá này xin lỗi nhá, tôi không định giá giúp cho bạn, tôi chỉ hỗ trợ bạn về chất lượng thôi. Nhưng viên đá này của bạn có một chút bất thường. Tuy nhiên nếu về sử dụng thì không sử dụng được, tại vì nó bị rạn nứt rất là nhiều. Tìm hàng tất chất là tốt hơn nhá. Đá opal có bao nhiêu tiền để làm nhẫn đeo tay? Đây là hàng tự nhiên nhưng mình không xem được loại gì giúp cho bạn đâu. Cái tinh thể này nó dạng 12 cạnh. Bạn gọi lại cho mình để mình sẽ hướng dẫn bạn cách. Bạn chặn người lạ rồi, xin lỗi bạn.
Cái này của bạn như kiểu là Opal đấy, Opal hoặc là Agate. Cái này bạn chụp thêm ảnh nhá, chụp này mờ lắm. Sản phẩm này không phải đá của bạn đúng không? Cái phần trên có thể là một cái loại ruby trong đá gốc nhá. Mình cần thêm thông tin về sản phẩm này. Cái này là sapphire nhá. À, nhiều quá nhỉ. Đây là ruby này, hàng này khả năng hàng xử lý này. Đây là sapphire này, sapphire đốt. Đây, sapphire này. Đây là Cassidon này. Sapphire, sapphire. Mình không quan tâm lắm đến sản phẩm này, là chất lượng không cao, độ tinh xảo không tốt, chặn nghề lạ. Ok, chuẩn đấy. Mình không trả lời vì mình rất là bận. Viên này của bạn sẽ là thạch anh, khoảng khả năng thạch anh hoặc thủy tinh. Nói chung là dù là cái gì thì giá trị nó không cao, không thuộc loại đấy, còn chặn người lạ nữa thì trả lời làm sao được. Hàng này tự nhiên nhá. Sapphire Phan Thiết. Cái này, hàng này là khả năng giả này. Con này là Z này. Con này có xử lý keo này. Con này cũng là ruby này. Mấy cái này không xem được, mờ quá. Không muốn nhận tin nhắn thì thôi, không yêu nhau được nữa. Cái này không phải là sapphire anh nhé. Cái này thạch anh này. Không phải là sapphire đâu. Trời ơi, mua cái máy tài liệu gì trời ơi. Tôi đang xem chỗ nào nhỉ. Rồi ok, khả năng tôi sẽ dừng ở đây nhá. Bạn bọc mấy cái này hả? Anh Long nhận được hàng. Anh Long đơn hàng anh gần 100 triệu. Anh ấy có 3 cái sản phẩm, một cái nhẫn sapphire đen, một cái nhẫn đấy. Sản xuất bạn nào không? Cái máy mua về thì sẽ có
Thôi mình không bán cho bạn đâu, mất thời gian quá. Có máy cơ, tôi bán cho bạn cái máy này một cái tôi kiếm tiền đâu. Mẹ tôi bán thì mục đích tôi tìm đá về. Nó mất thời gian. Mấy trăm nghìn cái máy bán mất bao nhiêu công xử lý cho anh em. Mấy ông phải chắc lép xem mặt ông này có tuổi. Anh cũng có tuổi đấy chứ. Thôi, mình không hỗ trợ những bạn này dễ gửi đến nơi cho nên không là không mua lắm. Mất thời gian, mất công sức của mình. À, kiếm tiền thì rất là quan trọng nhưng mà không phải là tất cả bạn ạ. Khi mà thấy nó không thoải mái thì thôi, chúng ta sẽ không hỗ trợ nhau nữa. Xin lỗi anh, mình trả lời luôn này. Mình rất là bận, rất là nhiều việc, rất là thông cảm. Rồi ok, chúng ta dừng ở đây nhá. Xin chào và tạm biệt anh chị.